Hiện tại thì mình đang học tập và trao đổi tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang tại Hàn Quốc. Và hôm nay hãy cùng mình đổi một vòng campus tour để xem có gì ở Postdoc nha. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu đi từ ký túc xá mà mình đang ở, là ký túc xá tại thứ 16, hay còn là DICE, là ký túc xá dành riêng cho các bạn sinh viên quốc tế. Thì tụi mình sẽ bắt đầu với con đường nho nhỏ ở đối diện ký túc xá. Thì đó là một con dốc, và mọi người biết hết con dốc thì sẽ dẫn đến một cái tòa nhà rất là lớn. Mọi người thấy đó là Postdoc và kế bên đó là Gymnasium. Bây giờ mình sẽ cùng vào trong để xem là có gì ở trong Gymnasium nha. Bên tay phải là rất là nhiều cái sân bóng đá, sân cầu lông, sân bóng chuyền. Nói chung là có tất cả các loại sân cần thiết cho việc tập luyện thể thao và có cả các tài đi ngồi nhìn nữa. Nhưng mà hôm nay mục tiêu của mình là cái tài đối diện ở bên kia, tài đó gọi là Gymnasium. Đây là nơi mà bọn mình hay tập nhảy vào buổi tối và có rất là nhiều cơ sở vật chất cho các bạn tập thể thao cũng như là tập gym nè. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào trong để xem là trong cái tài Gymnasium này có gì ha. Và bởi vì cửa chính của Gymnasium thường sẽ khóa nên là bọn mình thường là sẽ phải đi vào theo hướng của bên hông. Đây vừa bước về thì ở đây sẽ có một cái sơ đồ của nhà thể chất. Nhà thể chất này gồm có 2 tầng và hầu hết các cơ sở vật chất đều sẽ chia là mặt trước và mặt sau của tòa nhà. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi xem mặt sau của tòa nhà nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi lên lầu 2. Cái phòng đầu tiên, cánh cửa đầu tiên mà tụi mình nhìn thấy trên lầu 2 đó là một cái phòng gym. Thì cái phòng gym này hoàn toàn là free và mọi người có thể thấy là phòng gym rất là lớn, có đèn biểu dương và các bộ dụng tập, và mọi người có thể đến đây tập mỗi ngày nếu thích. Và ở đây cũng có máy nước nóng lạnh đầy đủ cũng như là những cái tủ đồ, thì mọi người hoàn toàn có thể đến đây tập vào giờ rảnh và tập bất cứ gì mà mọi người thích và thoải mái sử dụng những cái vật dụng có trong phòng tập. Mình thì rất là thích cái kiến trúc xanh của tòa nhà này. Thì tòa nhà này nó sẽ được thiết kế bao gồm là mặt trước và mặt sau, và nó bay lại thành một cái hình, ví dụ cái hình vuông khép kín vậy, và ở giữa là một cái không gian trống lộ thiên để trồng cây xanh. Nên là cho dù là mình đứng ở mặt trước hay mặt sau của tòa nhà thì đều có kính nhìn ra cái khuôn viên cây xanh này, nên là nhìn nó sẽ rất là mát mắt và không gian cảm giác nó cũng thoáng đãng hơn rất là nhiều. Tất cả các hành lang ở đây đều có trang bị đầy đủ thùng rác, thì như mọi người thấy là thùng rác ở Hàn Quốc sẽ luôn luôn là 3 cái thùng nằm kế nhau để mọi người phân loại rác. Và ở đây cũng có máy nước nóng lạnh và có cả đá cho mọi người khi cần nữa. Cái phần tiếp theo mà tụi mình sẽ đến đó là phòng tập nhảy. Thì cái phòng này quay lưng trực tiếp vào nằm ngay đằng sau phòng gym lúc nãy mà mình vừa mới tới. Thì đây là nơi mà câu lạc bộ Control Biz, là một câu lạc bộ nhảy rất là lớn của trường, sẽ thường xuyên tập luyện ở đây. Khi mà vào căn phòng này thì mọi người không được mang giày, mà mọi người phải mang indoor shoes, là một cái loại giày đi trong nhà ấy. Phòng rất là lớn và có cả hệ thống loa âm thanh cũng như là có gương ở ba mặt tường, nên là rất là thuận tiện để tập nhảy múa hoặc là có thể tập yoga cũng được. Nhưng mà mình thường đến đây với câu lạc bộ nên là bọn mình chỉ tập nhảy thôi. Đây, cái phòng rất là rộng và một mặt hướng ra ngoài là cửa sổ nên là rất là thoáng, ánh sáng rất là đầy đủ, nhìn rất là thích luôn á. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi vòng ra xem là mặt trước của tòa nhà có những gì. Thì mặt trước của tòa nhà này, cả tầng 1 và tầng 2 đều là sân bóng rổ và cầu lông. Tuy nhiên là tầng 1 là cái sân, còn từ tầng 1 trải dài lên cao lên tầng 2 thì toàn bộ đều là khán đài và ghế ngồi. Và ở giữa sẽ có một cái sân khấu rất là lớn để mình có thể nhảy cổ động. Hai bên đằng sau cái dãy ghế ngồi sẽ có một cái hành lang rất là rộng, bao gồm nhà vệ sinh nè, chỗ nghỉ ngơi, phòng thay quần áo và rất là nhiều phòng khác để phục vụ cho các cổ động viên thay đồ này, cũng như là các cầu thủ nghỉ ngơi và thay đồ sau khi thi đấu. Và có cả nhà vệ sinh và miếng nước uống nữa, nên là mọi thứ rất là đầy đủ. Thì đây, cái cửa này là một cái cửa để đi thông lên khán đài. Ngoài ra thì ở các hành lang hai bên cũng còn một số cái phòng nhỏ khác, như là sử dụng với mục đích là chứa đồ hoặc là văn phòng, phòng hành chính, phòng tập yoga và một số loại phòng chức năng nhỏ lẻ khác. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra lại từ cái cửa mà hồi nãy tụi mình đã bước vào. Và khi mà đi thẳng lên một cái đường rất là dài, rất là dốc và phải đi lên một cái cầu thang rất là cao nữa, thì tụi mình sẽ đến một cái khu mà mọi người hay gọi là East Campus. Thì cái khu này cũng là nằm trong khu viên trường thôi, nhưng mà bởi vì nó
phải đi bộ khá là xa và khá là tách biệt, nên bọn mình thường hay gọi khu này là East Campus, vì nó cũng là campus thôi, nó cũng là main campus chính thôi, nhưng mà bọn mình sẽ gọi nó là East Campus. Và khu East Campus đó là nơi mà mình đi học mỗi ngày. Mọi người có thể thấy là con đường đi học không hề dễ dàng, với rất nhiều dốc và cầu thang. Bây giờ bọn mình sẽ đi lên đó và cho mọi người xem Cambridge Building là nơi mà mọi người đi học ha.